cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chúng tôi đến phần chót này và sau đây chúng ta sẽ bản tới cái tin là phía bên cộng hòa lại thêm một cái ứng cử viên tuyên bố ra tranh cử tổng thống vào năm 2024 đó là cái ông Vivek Ramaswamy một cái người doanh nhân gốc Ấn Độ như vậy thì chúng ta thấy là bên phía cộng hòa đã có ba nhân vật chính thức tuyên bố ra tranh cử chức vụ tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 rồi mà trong đó, tới hai người gốc Ấn Độ. Thì cái ông Vivek Ramadwami này là một doanh nhân ở gốc Ấn Độ. Ông này đã từng tốt nghiệp về cái ngành sinh học ở Đại học Harvard. Sau đó lại tiếp tục hoàn tất cái chương trình về luật của Đại học Gia ở Đại học Yale. Thì đây phải nói là đây là một cái người cũng rất là, là tài ba đây. Thì năm nay rất là trẻ mới có 37 tuổi thôi ông này là một vậy mà ông này có mang một cái tư tưởng bảo thủ rất là nặng khi mà ông ra tranh cử như vậy thì chưa gì ông cũng đã tuyên bố là những cái việc ông sẽ làm như thế nào ông nói rằng là ông cứ cái, cái việc những cái những cái chính sách ngoại giao của ông mới đặt trên cái cơ bản là nước Mỹ trên hết rồi thì những cái vấn đề đối nội của ông ấy sẽ đặt trên cái cơ sở là khôi phục lại những cái giá trị bảo thủ của gia đình, của xã hội Hoa Kỳ cũ. Điều đó có nghĩa là đả phá tất cả những cái những cái chủ trương của đảng dân chủ mà hiện nay nhất là về cái vấn đề mà cái phong trào gốc mà ông gọi là là chủ nghĩa tư bản gốc thế thì ông này đưa ra một loạt những cái điều mà ông cần làm sau này thí dụ ông nói rằng là ông sẽ siết chặt với vấn đề biên giới này coi như bỏ luôn cả cái affirmative action tức là một cái chính sách mà nâng đỡ những cái người thuộc cái sắc tộc thiểu số rồi nào là sẽ mạnh tay trừ bỏ tất cả những cái công chức mà tai tiếng hay là không hữu hiệu chẳng hạn như bộ trưởng quốc phòng Galen hay là ông bác sĩ Fauci, Fauci ngày xưa coi như là đủ đủ thứ cả. Thế nhưng mà thưa quý vị, nói thì nói là rất là ghê gớm như vậy nó thế nhưng mà khi mà ông này nhảy ra tranh cử vào cái lúc mà những cái cơ quan thăm dò chẳng hạn như cơ quan thăm dò Morning uh, Morning console. đây là một cái cơ quan chỉ chuyên môn là theo dõi cái tiến trình tranh cử ở phía bên cộng hòa mà thôi thì cái cơ quan này đưa ra một cái thăm dò mới toanh vào cái ngày 22 tháng 2 vừa rồi thôi mới một hai ngày trước thôi nó cho thấy rằng là phía bên cử tri Cộng hòa ủng hộ ông ông, ông, ông cựu tổng thống Trump 50%. Ủng hộ ông De Santis 30%, ủng hộ bà Haley với lại ông Pen, ông, ông Mike Pen bằng nhau là 6%. Còn lại tất cả những người khác chẳng hạn như ông Tim Scott, ông uh, um, Mike Pompeo hay là ông uh, thống đốc của uh, Texas ông Abbott chỉ có một phần trăm thôi và trong đó nhấn mạnh rằng là cái ông thống đốc trẻ của dân kinh của Virginia đó thì zero phần trăm thế thì thưa quý vị đừng cho với những nhân vật cũng có tầm cỡ như ông Mike Pheal thì chỉ có một phần trăm thì cái chuyện mà ông Ramaswamy này mà ông nhảy ra và ông tranh cử thì chắc có lẽ là cũng chỉ có cái tỷ lệ ủng hộ chắc giống như ông dân kinh là chẳng có gì Thế nhưng mà mình thấy những cái chuyện như vậy có lẽ nó cũng chỉ có mục đích là PR nó tức là đánh bóng tên tuổi của mình. Bởi vì sau này đó khi mà cứ ra tranh cử rồi sau đó sơ bộ mà thất bại đó trở lại đời sống dân sự đó thì lại có thêm một cái thai thổ là có thêm một cái danh hiệu là cứu ứng cử viên tổng thống năm 2024 thì nó cũng ghê gớm lắm chứ bộ. nó cũng oai ra phết chứ không phải là là nhỏ thế thì còn phía bên kia phía bên dân chủ thì chúng ta thấy thế nào hiện nay mình thấy là phía bên dân chủ hoàn toàn là yên tĩnh chưa có một cái động tĩnh gì cả mà có lẽ là cái khả năng lớn nhất là chỉ có một mình tổng thống joe biden sẽ ra tái tranh cử thế nhưng mà ngưỡng lại theo những cái thăm dò thì thấy rằng là ông có những cái dấu hiệu nó không có được tốt đẹp cho lắm à, như mình nói đó, thường thường là sau một cái thông điệp liên bang một cái tổng thống sẽ lên điểm rất là nhiều đó thì cái chuyện này nó không xảy ra đối với tổng thống Biden. Theo Reuters thì trước đây trước khi mà ông đọc thông điệp liên bang thì tỷ số ủng hộ của ông 41%. Sau đó thì ông chỉ nhích lên được 42%. Nhưng mà theo NBC thì có thể là 45%. Nhưng mà thực sự thì cũng chẳng là là, là bao nhiêu cả. Thành ra cái dấu hiệu mà tái tranh cử của tổng thống Biden đó nó cũng rất là mong manh trong khi đó mình cũng thấy là uh, cũng sấp xỉ là 60% hay là hơn đó. những cái cử tri của dân chủ cũng không muốn ngài ra tái tranh cử nhưng mà tất cả những cái điều đó thì giờ này nó vẫn còn là quá sớm và cuối cùng thì chúng ta sẽ nói với một cái câu chuyện xã hội của Hoa Kỳ mà chúng ta đặt cái tên nó là một cái tình cảnh rất là ngang trái trong đó thì con gà mái thì nó lại treo <laughs> gẹo và đá con gà cổ thì đây là một cái câu chuyện mà New York Post đã kể lại trên một cái chuyến bay của hãng hàng không Delta bay từ Hy Lạp về New York nó xảy ra một cái câu chuyện gọi là sắc nhiễu nó oái âm đó là một cái vị nữ hành khách đó, thì cứ lại sắc nhiễu một cái nam hành khách ngồi bên cạnh theo luật sư mà của của, của, của bên của người của người nam này nói rằng là cái bà À, cái nữ bà nữ hành khách trên chiếc máy bay đó hình như bà cũng đã quá chén rồi, thế thì bà cứ gọi là bóp vai bá cổ cái ông này rồi lại còn nắn đùi ông rồi sau đó đưa ra những cái nhận xét mà nó không được đàng hoàng có lắm, nói rằng là ông này có một cái những cái, cái cơ bắp rất là to lớn và vững chắc, bà này lại còn đề nghị với ông ấy là bà ông ấy cho bà ngả đầu lên đùi của ông để bà ngủ, để bà tìm được những cái giấc mộng bình an. Thế thì người nam hành khách này đó người ta mới gọi những cái tiếp viên hàng không của của chuyến bay đó giải quyết cái vấn đề. Nhưng mà lạ một điều là những cái tiếp viên hàng không đó thì lại chỉ đưa ra cái lời xin lỗi và nói rằng là họ không thể giải quyết gì được. Cuối cùng thì cái ông hành khách này để tránh cái sự phiền nhiễu là ông phải chạy tút xuống dưới cuối chiếc máy bay đó, ngồi ghế xếp cho hết cái chuyến bay về tới phi trường Kennedy của New York. Lúc đó thì cảnh sát mới chờ và bắt cái bà nữ hành khách đi. Thì trước tòa đó thì cái người nam hành khách này mới kiện cái hãng Delta và luật sư của ông ta trước tòa thì mới tố cáo rằng là sở dĩ mà những cái nhân viên của hãng máy bay delta đó thờ ơ không có chịu giải quyết cho thân chủ của họ đó là chỉ vì ông ta là một người đàn ông và có lẽ rằng là những cái nhân viên của hãng máy bay đó cho rằng cái chuyện như vậy không phải là sắc nhiễu thì thưa quý vị rõ ràng là cái ông luật sư này ông có lý bởi chúng ta như chúng ta đó có lẽ rất là nhiều người cũng sẽ thấy giống cái, cái 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 sự việc này giống như là những cái tiếp viên ở trên chiếc máy bay rằng là cái chuyện mà đàn bà mà cứ trêu ghẹo cái cái kiểu đó đối với đàn ông thì chắc là cái chuyện nhỏ. Chứ phải chẳng phải là cái chuyện gì lớn cả. Thế nhưng mà nếu bây giờ chúng ta đặt cái trường hợp cái ngược lại. Nếu như là cái trường hợp này là trường hợp người đàn ông sắc nhiễu người đàn bà mà xem thì cái 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 cái, cái, cái hậu quả của, của nó là như thế nào? Có thể là người ta xuống vào, người ta chói gô cái ông hành khách dê dậm đó, đó rồi nằm cầm queo ở dưới sàn chứ không phải chơi. Hoặc là cái chiếc máy bay đó có thể nó đáp khẩn cấp vào một cái phi trường nào đó để cho cảnh sát bắt cho cái ông dê dậm đó. Thế nhưng mà với một cái người đàn bà trêu ghẹo người đàn ông như vậy thì lại cứ bình yên. Thông thả coi như là đi tới phi trường, tới nơi đáp thì mới bị cảnh sát bắt giữ. Thì mình thấy rõ ràng là đối với pháp luật đó thì người ta không có phân biệt là nam nữ cứ cái uh, vi phạm luật quy định của luật pháp rằng là trêu ghẹo một cách uh, gọi là bất nhã với một cái người khác phái và khi hay là đụng chạm người ta khi người ta không cho phép là sát nhiễu là có tội thế nhưng mà trong cái cái, cái sự gọi là, à, là trong cái tâm tư của con người ta đối với cái phán xét của xã hội thì hình như nó có một cái sự du gì người ta cho rằng là khi cái người đàn bà mà trêu ghẹo đàn ông thì cái người đàn ông đâu có mất mát cái gì chắc có lẽ đó, đó là một, một cái chuyện nhỏ điều đó nó cho thấy gì thực sự ra thì khi mà người ta cứ gọi kêu gọi cái sự bình đẳng giữa nam và nữ thì chính vào cái lúc đó cái người nam hình như là nó bị chịu cái sự bất công chịu cái sự kỳ thị nhiều hơn thì có một cái câu chuyện và nói về bình đẳng thì thì nó như thế này trên một cái bãi biển đó có một số phụ nữ tới hàng trăm, mấy trăm người đó. người ta khỏa thân đó người ta biểu tình người ta đòi được quyền bình đẳng giống như phù, giống như nam giới là phải được cởi trần đi dạo phố thì trong số đó có hai bà sau khi mà đã phơi nắng biểu tình sau khi mà đã hò hét nhiều quá đã mệt mỏi đó thì chạy vào một cái quán bar đó hai bà kêu ra hai ly bia mát lạnh để mà để mà coi như giải khát nghỉ ngơi thì cái người pha rượu cái người bán bia bán rượu đó người ta cứ lấm lét nhìn hai bà thì hai bà mới chấn an nói rằng đừng có sợ chúng tôi cũng chỉ biểu tình thôi coi như là, là để mà đòi bình đẳng với phụ nữ về việc cởi trần thôi chứ không có gì thì cái ông này ông nói rằng tôi không sợ nhưng mà nãy giờ tôi cứ nhìn xem là cái tiền bia của tôi thì mấy bà giấu ở đâu <laughs> thì vâng bình đẳng thì cái việc bình đẳng nhưng mà tiền bia là phải trả cái đó mà là cái điều quan trọng. Vâng, cái chuyện vừa rồi đã kết thúc cho chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.